Hùng Minh cùng thầy chư tôn thiền đức tăng ni quang lâm về lễ đài. Chúng con xin được mời tất cả quý phật tử đồng khởi thân đứng dậy, trang nghiêm chắp tay. Thánh thành bảo tháp đại hồng chung đến đây đã thập phần viên mãn, giờ đây xin được thỉnh cử ban hồi chung trong Bát Nhã để kiện thỉnh chư tôn đức từ bi quang lâm về lễ đài chính của chùa Giác Viên để chuẩn bị tác lễ cho nghi thức cầu nguyện đại lễ Vu Lan Phật lịch 2565 dương lịch 2021 sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. 1, 2. Chúng con xin được kính thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni tiến lên lễ đài ở bên trên và hoan hỷ an tọa. Xin mời toàn thể chư vị thiện nam tín nữ phật tử đồng ngồi an tọa vào những chiếc ghế mà ban tổ chức đã sắp xếp sẵn. Liên Bồ Tát
Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát Chứng Minh. Vừa rồi là nghi thức cầu nguyện dưới sự chứng minh của chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, cũng như sự nhất tâm thanh tịnh hộ niệm của quý đại chúng. Chúng con xin được mời quý Phật tử trong nhóm đó, mời chị Thảo để hướng dẫn cho các vị điều hợp trong chương trình văn nghệ cũng như ẩm thực chay trường hôm nay. A Di Đà Phật. Alo, trời, con ngồi dưới mà con nghe sư cô ca mà giờ con nói thì con muốn ăn chay luôn đó. Dạ Nam Mô Đại Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tất cả các quý Phật tử mình cũng nên ăn chay đi quý vị, cho tâm hồn nó thanh tịnh lại chút xíu. Vâng, thì ngày hôm nay đại lễ Vu Lan cũng là cái ngày khai trương cái đức hồng chung của chùa Giác Viên, thì nhóm con nhạc sĩ ở thổ rất là hân hạnh đến đây để phục vụ một cái chương trình văn nghệ cho tất cả các quý Phật tử của chùa Giác Viên cũng như là cô chú bác và anh chị. Bây giờ mình có thể là lấy thức ăn xong cái mình ngồi đây ha, một cái chương trình rất là hay quý vị ơi. Chúng ta vừa con sống thân thang trong cuộc đời trần gian, được chưa? Cái hạt minh châu từ trong kinh Pháp qua mà mình không có biết, mình đã có một cái hạt minh châu trong người, thì bây giờ mình đi cúng dường với sư cô đây nào, trả lại cho anh Nhân. Cái gì có vui
về quê thì về nha. Nếu mà sau này có gì đó là má chịu trách nhiệm. Chứ tôi không biết à. Thôi bây giờ tôi đi ngủ đây. Sao người con gái bỏ vào trong bà tư mới nghẹn ngào than thở. Hồi nhỏ mình đi đâu về mình cho nó một viên kẹo nó cũng mừng. Bây giờ cho nó cả cuộc đời nó không thèm. Vừa rồi là quý vị đã thưởng thức một màn hòa tấu rất là đặc sắc, đó là thời điệu An Quân được thêm bởi anh Tuấn đàn keyboard từ nhóm của nhạc Sierra và Văn Hùng đàn guitar phím lõ, Văn Cường đàn sớm và học trò Xuân Loan đàn tranh. Quý vị một tràng pháo tay cho ban nhạc Sierra được không ạ? Quý vị đang ăn thì chắc cũng không vỗ tay. Có gian hàng nước mía cái mình kêu tía 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 cho con ly nước mía, còn mình không muốn uống nước mía cái mình nói em hen cho em đi cho anh cây cà rem. Hồi nãy cà rem không có cho nên kêu anh kia nói anh cho em xin ly đá chanh, trong đó giờ không có đá chanh rồi, thôi giờ có cà phê rồi, giờ kêu sao mà cho nó dành đi, tôi cho nó vậy. Quay qua dòm lại không thấy ai, cái thấy kia đi vô nói bên đây cho anh xin ly cà phê, trời nó quay qua nó chửi quá trời chửi luôn quý vị. Ô, bây giờ thay đổi bầu không khí cho nó vui dọn chút xíu á. Ngọc Như và Thu Nguyệt sẽ gửi đến tất cả các cô chú bác và anh chị mình bài tên cổ cho Duy Đồng Anh tên Anh Ba Chị Tư. Yeah.